Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 28 tháng 11 chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm, là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người đã chết bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm, nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình và kiên quyết sửa chữa. Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói tại hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của ban tuyên giáo trung ương, ngày 28 tháng 11 năm 1959, báo nhân dân, số 2093, ngày 09 tháng 12 năm 1959 với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp cách mạng việt nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền miền bắc đã có hòa bình dưới sự lãnh đạo của đảng đang bắt đầu xây dựng một xã hội mới miền nam vẫn còn dưới ách đô hộ áp bức của chủ nghĩa đế quốc đây cũng là thời điểm đảng và chính phủ các cấp và các ngành từ trung ương đến địa phương tiến hành công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất ở miền bắc một cách kiên quyết và toàn diện trên tinh thần đề cao thật thà tự phê bình và phê bình để nghiêm túc khắc phục sửa chữa khuyết điểm trong sinh hoạt và hoạt động thực tiễn mỗi con người và mỗi tổ chức đều có những ưu điểm và khuyết điểm có mặt thuận lợi và khó khăn có nhân tố tích cực và tiêu cực có cái tiến bộ và cái lạc hậu quá trình phát triển của mỗi con người mỗi tổ chức như thế nào và theo chiều hướng nào phụ thuộc chính vào cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa các mặt tốt xấu thuận lợi khó khăn tích cực tiêu cực đó mỗi người đảng viên và tổ chức đảng cũng như vậy muốn tiến bộ và phát triển thì phải phát huy ưu điểm sửa chữa khuyết điểm muốn sửa chữa khuyết điểm phát huy ưu điểm phải đề cao và thật thà tự phê bình và phê bình quán triệt và thực hiện tư tưởng hồ chí minh về tự phê bình và phê bình trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê bình coi đó là quy luật phát triển của đảng là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong đảng và là ý thức trách nhiệm của đảng với nhân dân tự phê bình và phê bình là biện pháp quan trọng để giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ đảng để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng trong điều kiện đảng cầm quyền vấn đề tự phê bình và phê bình càng trở nên cần thiết hơn học tập và làm theo lời bác hồ dạy cấp ủy chỉ huy các cấp trong quân đội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt là giáo dục về đạo đức cách mạng làm cho cán bộ đảng viên và quần chúng hiểu rõ vai trò sự cần thiết phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình mục đích phương pháp tự phê bình và phê bình duy trì thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy đảng các tổ chức trong đơn vị thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị chống chủ nghĩa cá nhân tư tưởng cơ hội thực dụng cục bộ bè phái mất đoàn kết, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, vì vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung video đến đây là hết. Xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh. Tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất. Và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé. Mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video. Các chú bộ đội cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. thời xin chào tất cả mọi người.